Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ tại thôn 8 xã Đắc Bút Sâu, Tý Đức tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em mới dọn xong một lô máy cưa Estin các bác nhé. Đó. Một lô tổng cộng 4 cây máy cưa. Phần tất cả tầm phân khúc từ phân khúc nhỏ cắt gia đình cho tới dòng tầm phân khúc chung và phân khúc khai thác các bác nhé. Đó. Tổng 4 cây bốn cây cưa của mình làm đây, họ làm xích đầy đủ nhá, máy móc thì đẹp leng keng, máy móc thì em đã dọn đồ ngon lành rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, các bác nhìn xem qua video cảm thấy ưng ý nhất cây nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Đó, vâng, thì bây giờ thì để em review từng cây đi ha. Review từng cây đi để cho nó tiện cho các bác xem qua. Đó. Và cây đầu tiên các bác nhé. Cây đầu tiên cũng là một cây nhỏ. Cây này thì dòng 018. 018 các bác nhé. 018 có chụp giật trợ lực. Có chụp giật trợ lực luôn. Về cho các bác xài gia đình mà muốn mà kiểu giật nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn một em này nhé. Con này thì chỉ về cắt gia đình được thôi các bác ha. Nó máy móc thì nòng thì 38 mm. Đó. Ốp giật của nó thì ốp giật vặn bằng tay như thế này các bác nhé. Vặn bằng tay rất là nhẹ nhàng, không cần phải tiếp tiếc gì cả. Đó, và một tăng chỉnh xích nhanh ở đây. Đó, thắng xích thì yếc xài đoàn hoàng luôn các bác nhé. Đó, máy móc thì còn đảm bảo zin 100%. Chưa có qua sửa chữa bất kỳ linh kiện gì cả. Về em chỉ rửa qua lại cho sạch sẽ thôi. Mà em dọn đồ ngon lành lại cho các bác về xài cho nó yên tâm, hoàn hảo nhất đến tay người dùng các bác nhé. Đó, tất cả này, đó, Estin nhá, chuẩn dập của nó luôn này, linh kiện của nó thì đảm bảo rim 100% các bác nhé, từ lửa liếc nòng này cho tới bi xăng con, đó, đẹp đẽ máy, đẹp đẽ luôn, không hề pha tạp bất kỳ cái gì cả, đó. Máy móc thì còn ngon lành. Con này thì hiện tại em sẽ báo giá luôn các bác nhé. Đó, em sẽ báo giá luôn. Hiện tại con này thì em bán với giá là 2 triệu 9. Giá đã bao gồm phí ship. Đó, giá đã bao gồm phí ship 2 triệu 900 ngàn. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em nhé. Hiện tại con này là dòng 018. Đó, dòng Estin 018 hàng Bãi Đức. Cho các bác về xài cắt gia đình. Đó, giá 2 triệu 900 ngàn, có chụp giật trợ lực và được tặng kèm bộ phụ kiện. Phụ kiện là gồm típ mở buji, đó, một tô vít chỉnh và một chiếc rũa các bác nhé. Đó, giá 2 triệu 9 bao gồm phí ship và được tặng kèm bộ phụ kiện. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship hết được hết mọi miền tổ quốc của Việt Nam. Đó, từ Nam ra đến Bắc xuống tới miền Tây có thể ship được. Đó, quanh Việt Nam là em sẽ ship được hết các bác nhé. Đó, các bác chỉ cần đọc địa chỉ cho em, số điện thoại và tên, em sẽ ship đến tận nơi cho các bác hàng, từ các bác check hàng và kiểm tra hàng thoải mái. Đó, rồi em sẽ qua cây thứ hai. Cây thứ hai là một cây Estin 021 các bác nhé. Estin 021 Made in Germany này. Đó, dòng Bãi Đức đoàn hoàng các bác nhé. Máy móc em cũng bao rin nguyên bản 100%. Đó, các bác hàng tới các bác cứ check hàng thoải mái, nếu mà máy móc có cái gì pha tạp thì em sẽ tặng luôn cho các bác một cây máy đó. Đó, bên em thì làm ăn uy tín là chủ yếu nên là không có làm mất uy tín được các bác nhé, làm ăn lâu dài đó nên là hoàn toàn tin tưởng với bên em. Đó, một con Estin 021, con này thì nòng 40 mm, nòng 40 mm. Đó, các bác nào về khai thác tầm trung là có thể xài con này là ổn định rồi. Con này thì có thể kéo lên được khoảng 5 5 5 6 đấy, khoảng 5 5 5 5 5 6 ra vào, ok. Đó, thắng xích thắng thiết thì cũng đầy đủ các bác nhá. Đó, làm xích theo máy của nó đây, mắt xích thì còn to bản nguyên, theo máy của nó là một con theo máy là lam 4 tấc các bác nhá. Còn các bác nào muốn lên lam dài hơn thì phụ cho em thêm một xíu tiền thì em sẽ lên cho các bác, và em sẽ báo giá luôn con này. Hiện tại con này thì em bán với giá là 3 triệu 200 ngàn, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm bộ phụ kiện luôn. Đó, qua con thứ ba là một con Estin 023C các bác nhé. Estin 023C nòng cũng 40 mm,
Nhưng mà con này thì công suất của nó thì cao hơn con dòng con 021. Đó, về cho các bác khai thác là cũng ok lắm rồi. Con này kéo khoảng 56, 57 đó. 56, 57. Các bác nào xài 57 thì nó hơi yếu nhưng mà 56 là thoải mái không? Đó. Như ở chỗ em đây thì người ta kéo 56 con này vẫn ok các bác nhá. Chuẩn Made in Germany này. Đó. Dạ vâng, chuẩn Made in Germany các bác nhá. Đó. Dòng Estin 023C. Con này thì có xả áp và đúng mưa xăng phụ ở đây luôn các bác nhá. Dạ vâng, em quay trở lại với phần video nhá. Vừa nãy thì em có khách ngoài một xíu. Đó. Thì một cây Estin 023 đây. Đó. Đúng bơm xăng phụ và có xả áp các bác nhá. Đó, máy móc thì cũng bao rin nguyên bản cho các bác. Đó, làm theo máy của nó đây. Chuẩn rin nhá. Mắt xích còn to bản nguyên. Đó. Một con Estin 023C. Quá là đẹp. Máy móc chuẩn chỉ thắng xích thì vẫn còn ok tiếp luôn các bác nhá. Đó, toàn bộ máy mắt phụ kiện của nó thì em đảm bảo các bác luôn. Ốc ác của nó đây. Đó, và qua con cuối cùng là một con Estin 024AV các bác nhé. Cho các bác khai thác đây. Các bác khai thác thì quá là ok, 024AV Made in Germany các bác nhé. Đó, các bác nào và em sẽ báo giá luôn. Báo giá con này thì hiện tại em bán với giá là 5 triệu 100 ngàn, giá đã bao gồm phí ship. Đó. Giá đã bao gồm phí ship các bác nhé. Hàng tới các bác check hàng thoải mái. Đó, mắt xích thì theo đánh giá thì còn khoảng 80-90% nữa. Mắt quá là hoàn hảo. Đó, làm xích này thì rin của nó luôn các bác nhá. Đó, nhập về rin nguyên bản luôn, 024AV. Con này nổ thì rất là đã tài luôn. Các bác con này kéo 57 thì thoải mái. Đó, cho các bác về khai thác chuyên nghiệp thì lựa chọn một con này thì quá là bền các bác nhá. Bền bỉ luôn, dòng Estin các bác xài nó xài rồi thì có sẽ biết. Đó, máy móc thì siêu bền. À, vừa em sẽ báo giá con báo con 023 nhỉ. 023 thì hiện tại em bán với giá là 3 triệu 600 ngàn. 3 triệu 600 ngàn các bác nhé. Đó, toàn bộ giá đã bao gồm phí ship. Đó, Estin 018 giá 2 triệu 9. Estin 021 giá 3 triệu 2. Estin 023 giá 3 triệu 6. Và con Estin 024 giá 5 triệu 1. Đó, toàn bộ máy móc của bên em đây. Đó, Estin chuẩn chỉ các bác nhé. Các bác nào ưng ý hoặc là lựa chọn cho mình những dòng máy phù hợp nhất về để xài cho gia đình mình, lựa chọn đó, các bác nào cứ nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác đó. Vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ từng cây để cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua nhé. Cần đầu tiên là một con Estin 018 này, chủ giật trợ lực xài rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Đó. Đó, xài chủ giật trợ lực giật rất là ok này, nhẹ nhàng kinh khủng đó. Và con quan thứ hai là một con 021 các bác nhé. Đó. Thứ hai là một con 021 này. 021. Máy móc nổ thì vẫn còn êm ru các bác nhá. Giật hơi thì còn cứng lung nguyên. Đó, hờn cứng bịch bịch luôn. Đó. Quan thứ ba là một con 023C này. Các bác nhá. 023C. Đó. Tiếng nổ của con này thì siêu lực luôn. Các bác nghe qua con 021 và con 023 các bác nghe qua sẽ biết. Đó, nòng bạc thì nó giống nhau thôi. Nhưng mà cái vòng tua của nó thì nó sẽ khỏe hơn con 023 nhá. Con 023 nó sẽ khỏe hơn con 021.
Đó. Hơi như con này thì vẫn là ok này. Đó. Chênh nhau mấy trăm ngàn nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. Đó. Các bác nào khai thác chuyên nghiệp thì có thể lựa chọn một con này, rất là khỏe các bác nhá. Đó. Và con cuối cùng. Cuối cùng các bác nhá. Cuối cùng là một con Estin 024. Chắc các bác không còn xa lạ gì con này nữa đúng không ạ? Dòng 024 cưa khai thác. Đó. Đó, nghe tiếng máy thì siêu bon, nổ rất là lực. Đó. Đó, tổng thể 4 con đây các bác nhá. Rồi, các bác nào ưng ý thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Rồi em chào các bác.